Có một học viên của cô Lanh, chị đang uất ức với chồng mặc dù đã ly hôn rồi. Chúng ta tưởng rằng khi mà mình ly hôn có nghĩa là mình không còn liên quan gì nữa. Không phải, khi mà bạn ly hôn là về mặt cơ thể vật lý là tách xa nhau, nhưng mà về mặt tinh thần, cái trường năng lượng, vẫn có cái trường năng lượng kết nối hai người với nhau. Và có thể cái trường năng lượng đấy kết nối cái sự uất ức, bực bội và khó chịu. Và rồi bạn vẫn cõng nhau suốt cả hành trình trong cuộc đời còn lại mà bạn không hề biết. Và cô ấy nói rằng em đã không ngủ được từ khi mà ly hôn. Em tưởng rằng khi em ly hôn em có thể có được giấc ngủ ngon, nhưng em uất ức khó chịu. Và gần 2 năm em mất ngủ triền miên. Và cứ đêm thì em cảm thấy rằng cái cơn tức giận và sự uất ức chồng cũ lên đến kịch điểm. Đây chính là dòng timeline. Và bây giờ cô Lanh sẽ nói cho các anh chị biết tại sao cô lại đang mắc kẹt trong cái tình huống như vậy. Đây là con người hiện tại của cô ấy và đây là tương lai. Đây là lúc mình ở trong bụng mẹ và đây là lúc mình đang tung tăng trong tinh trùng của cha. Và vấn đề hiện tại của cô ấy là đã ly hôn chồng rồi nhưng không buông được, vô cùng uất ức và tức giận. Đôi khi nhìn thấy những hành vi của con mà tự nhiên cái cơn tức của mình nó nổi lên và mình không kiểm soát được cơ thể của mình, và mình lại cáu giận với con, hay là mình lại tự dằn vặt bản thân mình. Thế thì làm thế nào để giúp một người phụ nữ này giải phóng được cái sự phẫn nộ đó, sự uất ức đó? Làm thế nào để trả về một cái tâm hồn bình an và họ có thể sống một cái cuộc đời tận hưởng sau này? Không phải là nguyên nhân do chồng. Họ đã ly hôn nhau. Họ đã ly hôn nhau được gần 2 năm. Và cũng không phải ký ức ly hôn. Và cô nói rằng bởi vì anh chồng vũ phu, anh chồng hay ghen tuông một cách vô cớ, và anh chồng uống rượu và rồi đánh vợ và không tôn trọng vợ con. Và suốt nhiều năm triền miên như vậy, và cô ấy ra quyết định ly hôn. Và cô ấy nói rằng tại chồng, tại chồng, tại chồng. Tại vì chồng cô như thế nên là bây giờ cô ấy khổ như vậy. Tại vì chồng cô như thế nên là cô ấy mới ly hôn. Hầu hết chúng ta bị mắc kẹt trong cái tư duy nạn nhân này. Chúng ta bị mắc kẹt trong cái tư duy đổ lỗi này. Sự thật rằng không phải các anh chị. Khi cô Lanh coaching cho cô ấy, chữa lành cho cô ấy, thì cái ký ức ngay từ thời thơ ấu của cô gái bé bỏng đó, cô gái bé bỏng đó sinh ra và lớn lên trong một gia đình và có một người cha. Người cha này cũng uống rượu, người cha này cũng vũ phu. Thậm chí cô ấy nói rằng có một lần đang ngồi ở trên mái ngói, cha đang lợp lại ngói, thì các con chơi ở dưới và chỉ cần trêu nhau một cái gì thôi, cha nhảy từ trên mái ngói xuống để mà có thể đánh con tơi bời, đánh các con tơi bời luôn. Và những anh trai của cô ấy cũng bị mắc kẹt hành vi giống như cha của cô ấy. Vậy thì cái cô gái bé nhỏ này lớn lên trong một cái hình ảnh người cha hay ghen tuông, người cha vũ phu, người cha uống rượu, và vì thế đã vô tình mô phỏng hình ảnh người đàn ông vào trong tâm thức của mình là một người đàn ông vũ phu, đánh đập vợ con, là một người đàn ông uống rượu, là một người đàn ông hay ghen tuông. Và chính cái hình ảnh mô phỏng này nên là khi cô ấy gặp người chồng, người chồng lúc yêu tuyệt vời lắm, vô cùng tuyệt vời, trong hàng triệu triệu người đàn ông ta lựa chọn người đàn ông tuyệt vời này mà. Nhưng khi về sống với nhau thì hành vi của cô ấy bắt đầu hiển lộ ra và mô phỏng và làm hiển lộ cái hình ảnh người đàn ông cô đã vẽ trong tâm thức, để rồi biến chồng cô ấy từ một người tuyệt vời trở thành một người đàn ông vũ phu, trở thành một người đàn ông nghiện rượu, trở thành một người đàn ông ghen tuông. Và rồi cô ấy muốn ly hôn, và cô ấy ly hôn và sống trong sự uất ức là nạn nhân. Khi cô ấy hiểu được điều này, và rồi cô ấy cũng tham gia hành trình giống như các anh chị đang chuẩn bị tham gia, đấy là hành trình phụ nữ tỉnh thức. Cô hiểu được nguyên nhân gốc rễ và cô ấy sẵn sàng nói lời biết ơn, nói lời tha thứ, và cô ấy sẵn sàng kiến tạo một cuộc đời mới cho chính mình, chữa lành cho mình, rồi chữa lành cho mối quan hệ của mình với chồng cũ. Và cô ấy đã giải phóng thật sự được những cảm giác uất ức bên trong mình.
Nếu như bạn cũng đang mắc kẹt, hãy đến với hành trình Phụ Nữ Tỉnh Thức để thật sự giải phóng chính mình trong cuộc đời này. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc. Hẹn gặp lại bạn trong hành trình Phụ Nữ Tỉnh Thức. Bấm vào đường link phía dưới để nhất định có mặt trong hành trình đó. Xin chào và hẹn gặp lại.